Trung Quốc và chính sách cho các nước khác mượn quốc bảo. Do số lượng gấu suy giảm nên Trung Quốc đã ngừng tặng quà gấu trúc từ năm 1982. Đây là một phần trong nỗ lực bảo vệ các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Thay vào đó, kể từ năm 1984, Bắc Kinh chuyển sang cho các nước khác mượn quốc bảo trong ngắn hạn và đảm bảo con vật đáng yêu này sẽ trở về nước khi hết thỏa thuận. Các thỏa thuận mượn gấu trúc kéo dài trong 10 năm và có thể được gia hạn. Sở thú các nước mượn gấu trúc phải trả khoản phí thường niên, thường là từ 500.000 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ cho mỗi con, để giữ những chú gấu trúc này cho mục đích nghiên cứu và thu hút du khách. Được biết, một nửa khoản phí mà Trung Quốc thu được dùng cho việc bảo tồn các cá thể gấu trúc hoang dã. Các sở thú nước ngoài thường được nhận những cặp gấu trúc khỏe mạnh trong giai đoạn sinh sản. Theo thỏa thuận, con của chúng sẽ là tài sản của Trung Quốc khi được sinh ra trong thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, các sở thú phải trả khoản phí phụ với mỗi cá thể gấu trúc con cho Bắc Kinh, ít nhất là 200.000 đô la Mỹ.